Hey, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với Motion ATM. Lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật với anh em tình hình giá của Bitcoin cũng như là các on coin top như là Ethereum và Bitcoin Cash ha. Với chủ đề là Bitcoin đi đúng như kịch bản chúng ta đã dự đoán ha. Và phe mua hiện đang thắng lớn ha này. Và nếu đây là lần đầu tiên mà anh em biết đến Motion ATM thì hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video của Huy và team trong tương lai nhé. Không nên chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay với việc là cập nhật biểu đồ của Bitcoin trên khung H4 cũng như là các khung daily là khung ngày ha. Ok, trên khung ngày ha anh em, chúng ta thấy được là Bitcoin hiện đang vẫn đang trong cái xu hướng tăng rất là đẹp. Và đây hiện nó đang nằm trong cái vùng tích lũy ha, nó đang đi ngang. Giá nó đi ngang trong cái phạm vi là từ 12.100 cho đến 10.500 ha. Và hôm qua Bitcoin nó đóng nến là một thanh tăng rất là đẹp này. Nó đóng nến là một thanh tăng và xin chúc mừng tất cả các anh em đã lon cái kèo của mình là mình share ở trong cái khung H4 ha. Chúng ta đã long hay cái setup đó là setup fakey tăng này. Chúng ta long hay cái setup fakey tăng là ba cái nến pin ba tăng rất là đẹp, nó hình thành nên một cái setup fakey tăng luôn. Cho nên mình đã có share trong cái video ngày hôm qua, mình đã có làm đó, mình sẽ là long ngay tại cái mũi của thanh pin ba này. Và hiện là cái lệnh này chúng ta đang có được là 381 giá ha, tương ứng với 3.33% chưa tính đồng bảy. Và hiện tại thì chúng ta vẫn giữ cái lệnh này anh em, và cái mục tiêu của chúng ta sẽ là break cái vùng kháng cự, cái vùng đỉnh cũ của nó là cái vùng 12.122 này. Đây cái vùng mà nó đã đi qua một cái đỉnh rồi, và hiện tại có thể là Bitcoin nó đang muốn quay về, nó retest lại một lần nữa và muốn phá khỏi cái vùng này không. Nếu mà nó phá cái vùng này thì mình sẽ cập nhật tiếp cái plan tiếp theo cho anh em ở trên cái channel VIP của team mình. Và channel VIP của team mình thì team mình có channel VIP ở trên Telegram, và anh em muốn tham gia thì hãy search trên Telegram một cách là search a cộng Motion ATM. Anh Tơ thì đó sẽ là một cái kênh channel của team mình. Trên đây sẽ có các cập nhật của các admin cũng như là team mình sẽ cập nhật liên tục cho anh em ha. Và anh em muốn tham gia vào cái channel VIP của team mình thì hãy vào group chat và sẽ được các admin hướng dẫn vào channel VIP ha. Channel VIP sẽ có các con bot cũng như là các admin sẽ hướng dẫn anh em trade margin trên đó. Và cái kèo mà mình đã có phím cho anh em, có báo cho anh em, đó là long cái đồng Bitcoin coi cũng như là Ethereum thì chúng ta đã có được lợi nhuận rất là tốt. Cái đồng Ethereum này chúng ta đã long ở mua lên ở mức giá là 387 và mình đã cắt một lệnh ở mức giá là 426 với cái profit là cái lợi nhuận là 200% rồi anh em. Mình đã có hai lệnh, đó là một lệnh nhân 10 và một lệnh nhân 20 ha, chỉ đồng 7 nhân 10 và nhân 20. Ok, và tiếp tục á thì chúng ta sẽ thấy được là Bitcoin hiện tại nó đang muốn lên hướng lên, muốn nó phá cái vùng mà nó retest lại cái vùng kháng cự là 12.000 anh em. Và hiện tại thì chúng ta vẫn đang thấy là nó đang trên cái đường nó hướng lên, nên chúng ta là vẫn giữ cái lệnh long cái đồng Bitcoin theo cái setup fakey tăng này ha. Nhớ cài stop loss vào nha anh em. Ok, cái đồng Ethereum này xin chúc mừng tất cả anh em này, anh em long theo cái đồng Ethereum của mình á thì chúng ta đã mua ngay tại cái đáy rồi, nó rất là tốt. Chúng ta long theo cái setup đầu tiên là setup Insta3 tiếp diễn xu hướng tăng của nó này, sau đó thì nó đã quay về nó giảm về ha, giá nó giảm, sau đó nó hình thành lên ba cây pin ba tăng rất là đẹp. Song song với đó thì nó cũng hình thành lên cái setup, đó là setup fakey tăng. Và mình đã có nói cho anh em, cập nhật cho anh em ở trong cái channel VIP của mình á, là nhầu thêm một lệnh long ngay tại cái đỉnh, cái mũi của cái setup fakey tăng này. Và hiện tại chúng ta đã có lợi nhuận rất là tốt, nên thấy là nó bùng rất là mạnh hơn, nó bùng đến tận là 44.21 giá, tương ứng với lại 11.42%. Nếu anh em sử dụng đồng 70 thì đã được 114% rồi. Và cái kèo này chúng ta đang lãi rất là tốt, 1.53 lợi nhuận nè. Vậy hiện tại chúng ta đang lãi cái kèo rất là tốt rồi nè. Mục tiêu là 2 cho đến 2.5 lợi nhuận. Bởi vì cái đồng Ethereum này trong dài hạn mình nghĩ là nó sẽ còn bùng rất là lớn ha. Và cái cú bùng ngày hôm qua nó đã phá được khỏi cái đường trendline cũng như là cái vùng kháng cự cũ, vùng đỉnh cũ của cái đồng Ethereum trên không H4 này. Cho nên hiện tại chúng ta sẽ có view đó là có thể là biết Ethereum nó sẽ quay về, nó retest cái vùng đỉnh này một lần nữa. Một vùng đỉnh này sau khi bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành cái vùng khác hỗ trợ ha anh em. Kháng cự sau khi bị phá vỡ thì chúng ta sẽ trở thành cái vùng mà hỗ trợ. Và khi mà nó về quay về đây mình thành setup tăng á, chúng ta sẽ có thể là nhậu thêm một lệnh long này ha. Và mình sẽ cập nhật ở trong cái channel VIP của tụi mình, cho nên nhớ tham gia vào channel VIP của tụi mình nhé. Cái lệnh này chúng ta đang buy mua ngay tại đáy, cho nên chúng ta có lợi nhuận rất là tốt. Và anh em muốn nhớ giờ cái điểm dừng lỗ lên cái điểm entry để chúng ta bảo toàn cái vốn của chúng ta ha. Ok, cái đồng Bitcoin Cash
Bitcoin Cash chúng ta thấy được là nó cũng bơm rất là mạnh, nhưng mà nó không bơm mạnh bằng cái đồng Ethereum. Sau khi mà nó hình thành setup phân kỳ tăng này, và sau đó nó quay về nó retest một lần nữa, và nó cũng hình thành cái setup đó là hai cái đinh ba tăng rất đẹp. Sau hai cái setup này á, thì giá của cái đồng Ethereum, các dòng đồng Bitcoin Cash này thì nó cũng đã bơm lên rồi. Và hiện tại nó đang điều chỉnh lên, nó không có lực cầu mạnh, cho nên là cái đồng Bitcoin Cash này nó không có mạnh tăng mạnh như cái đồng Ethereum được. Và nó đã phá khỏi cái mô hình tam giác cân này theo cái hướng xấu như này, là chúng ta không có vào lại cái đồng này hơn. Nhưng em thấy là cái mô hình, nếu mà anh em sử dụng cái mẫu hình nến Nhật á, anh em thấy được là cái ba thanh nến này, ba thanh nến tăng liên tục này, nó là ba mô hình, cái mẫu nến Nhật, mô hình nến Nhật là tree wise slider, ba chàng lính tăng ha anh em. Và sau đó thì nó đã bùng, nó khiến giá của Ethereum nó bùng rất là mạnh. Cho nên là việc áp dụng song song giữa Braxton và mô hình nến Nhật đó rất là tốt anh em. Ok, và cái video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay, ngày 14 tháng 8 đến là kết thúc. Và nếu đây là và khi nếu anh em chưa tham gia group Motion ATM thì hãy tham gia bằng cách là scan cái mã QR code màn hình, hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram bằng cách là search icon Motion ATM để tham gia nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.